Thưa quý vị, kể từ tháng 3 năm 2022 tới nay, yên Nhật đã mất giá so với nhiều đồng tiền khác, trong đó có đồng Việt Nam, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc lạm phát tăng cao khiến cho nhiều người lao động Việt Nam tại Nhật phải thắt lưng buộc bụng để trang trải cuộc sống. Trước tình hình này, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã xoay sở để thích ứng như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Trịnh Công Thành làm việc tại một công ty thương mại ở thành phố Kobe, Nhật Bản được 5 năm. Như nhiều người lao động Việt Nam tại Nhật, anh cảm nhận rõ rệt sức nóng của lạm phát và đồng yên mất giá từ hơn một năm nay. Với khoản tiền cố định cho việc ăn uống, bây giờ Thành chỉ có thể mua được một nửa lượng thực phẩm so với trước kia. Việc chi tiêu hàng ngày cũng cần phải đắn đo suy nghĩ, cân đối hơn trước. Bình thường thì là mình hay ăn đi ăn ngoài, đi ăn hàng. Nhưng mà từ khi mà vấn đề kinh tế lạm phát như vậy, thì mình cũng mua đồ siêu thị về nấu nhiều hơn, cũng như là hay mua đồ giảm giá tại siêu thị sau 8 giờ tối thì bên Nhật là sẽ được là giảm đi 50%. Không chỉ lương thực thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu, giá năng lượng tăng cao cũng khiến cho cuộc sống của nhiều người Việt tại Nhật khó khăn hơn. Các thiết bị gia dụng thì đều đã chịu mức giá tăng từ 5 đến 10%. Giá điện tại Nhật cũng đã tăng cao trong thời gian gần đây. Mình đã tìm cho bản thân một biện pháp di chuyển khác, đó là bằng xe đạp thuê. Xe đạp thuê này thì không chỉ tiết kiệm hơn các hình thức di chuyển khác khi đi ở khoảng cách gần, mà còn vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa giúp mình tích cực vận động để tăng cường sức khỏe. Nếu như lúc trước, khoảng 2 tháng một lần, anh Phạm Tiến Dũng sẽ gửi tiền về cho gia đình tại Việt Nam. Thế nhưng giờ đây, anh đã không còn duy trì được việc này vì đồng lương nhận từ tiền yên Nhật nếu đổi sang Việt Nam đồng sẽ bị giảm từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng một tháng. Về áp lực kinh tế thì em cũng có một chút vì cũng khá là lâu rồi em chưa gửi tiền về cho gia đình. Trong tình trạng giá cả đang leo thang như hiện nay thì có lẽ là em sẽ không có dự định lâu dài với Nhật Bản. Trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy đồng yên chưa thể tăng giá trở lại trong tương lai gần, cộng đồng người Việt tại Nhật cần có sự hỗ trợ từ các công ty tiếp nhận và các cơ quan chức năng của hai nước để giảm bớt khó khăn. Các bạn có thể giữ tiền yên trong tài khoản của mình và đợi khi có tỷ giá cao, tỷ giá tốt thì chúng ta có thể đổi tiền và gửi về Việt Nam. Nếu như các bạn gặp những khó khăn, cần trao đổi, cần tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với Hội người Việt Nam tại Fukuoka để có những lời khuyên và những lời tư vấn kịp thời, bất kể khi nào các bạn cần chúng tôi. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, hiện có gần 490.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, và tiết kiệm hiện đang là giải pháp cho tình hình hiện nay. Cộng đồng người Việt tại Nhật được dự báo sẽ còn phải tiếp tục xoay sở để vượt qua khó khăn trong thời gian tới.